Xin chào tất cả các anh em nha. Nay mình cập nhật là một kèo TPKT ai góp nhận một ghép 50 tôi cần TPKT nha các bạn. Đây thì nó trên trang cộng đồng của nó có thanh toán cho tất cả cộng đồng là các bạn 750 TPKT bằng 35 đô nè. Nè, thanh toán nóng lạnh luôn, nhiều luôn nha các bạn. Rất là nhiều luôn. Các bạn cố gắng chiến nhanh các bạn để nó scam các bạn. Đây thì mình đã tiện ghép. Để mình coi. Rồi mình đã tiện được 5 bạn nha các bạn ủng hộ mình thêm 10 bạn nữa đi. Mình nếu mà con TPKT này về mình làm cái video thông báo và mở cái event tặng tiền cho tất cả các bạn nha các bạn. Mình cái đồng TPKT này quá khá là tăng cao nha các bạn. Hiện tại là 0.5 này. Cái token này chắc lý sàn Liberty Binance chắc có khoảng giá khoảng 1 đô cho một token nữa các bạn. Cái này có các bạn, đây là cũng dự kiến của mình chơi coi kinh nghiệm của mình các bạn. Thấy quá tăng luôn nè. Nghe các bạn. 0.04 17 gần 0.5 mà. Này nữa lý sàn Binance chứ từ 1 đô cho 1 token luôn các bạn. Các bạn mình sẽ cố gắng kiếm những cái kèo nói về cái TPKT này với cái kèo cái con TRX nha các bạn. Hai cái đồng coin này giá khá là cao nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình có thông báo cho các bạn. Bây giờ các bạn nhớ cho mình xin một lượt đăng ký và một lượt like để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Chào tất cả, tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.